Chào anh em, Helix. Anh em chơi âm thanh thì không thể nói là không biết đến thương hiệu Helix. Và có một thương hiệu cùng ông nội với ông Helix này nữa là ông Brax. Hai thương hiệu rất nổi tiếng và phải gọi là đỉnh cao ở thời điểm hiện tại đối với anh em chơi âm thanh ô tô. DSP Helix cho ra cái hiệu ứng âm thanh cực kỳ hay, tuyệt vời. Có thể sử dụng DSP Helix cho rất là nhiều những cái âm đi class AV khác nhau, nhưng Helix luôn luôn là cái gì đó cực kỳ hay. Kết hợp với vocal nữa thì nó là một cặp bài trùng rất rất ngon. Ok, hôm nay thì tôi sẽ review cho anh em một con âm đi Helix class D 12 DSP. Con này thì có 12 kênh, 12 kênh đầu vào và 12 kênh đầu ra. Có công suất, tức là nó là class D, tức là nó sử dụng một con này nó đẩy ra được 12 loa luôn, không cần phải qua âm ly class AB nữa. Và đây là hộp của nó, thì nó có bao gồm dây điều khiển này, có một cái anten Bluetooth. Con này cũng có thể chơi streaming Bluetooth được nha. Đây, thì ở đây nó sẽ có như thế này, 12 kênh đầu vào. Đây là 12 kênh đầu vào, 12 kênh đầu vào đây. 1, 2, A, B, C, D đến K đến L là đúng 12 kênh này, được chưa? Rồi nó có input 6 kênh low level. Nó cũng có input bằng optical. Đấy, nó có optical của nó là cáp quang nhé, input cáp quang. Và nó có dây điều khiển, dây USB để căn chỉnh anten Bluetooth ở đây. Con này thì giá mới của nó rơi vào 46 triệu. Và đằng phía đằng này thì là đầu ra. Đầu ra thì có 12 kênh high level, đánh trực tiếp ra 12 loa. Và có 2 kênh nữa là 2 kênh AB để ra súc, hai kênh layout low level để đánh cho súp gì cũng được, súp điện cũng chơi được mà súp hơi cũng chơi được. Đấy, là nó có 14 kênh DSP và 12 kênh công suất ra loa. Rồi, nguồn ở đây thì nó phù hợp đến mắc tối đa là dây này cỡ này là cỡ 6 thôi, 6 gao, dây cỡ 6 gao là rất phù hợp đánh cho con này. Đấy, Helix theo rất là nhỏ gọn thôi. Đây, để tôi đọc cái kích thước của nó nhé. Kích thước của con này là đây. Chiều cao của nó đây là 12 cm. Chiều rộng đây cũng là 22 cm. Và chiều dày của nó ở đây nó là 44 mm, tức là 4,4 cm. Đấy, thì con này nhỏ gọn lắm, rất phù hợp với anh em nào thích chơi nhiều kênh. Chúng ta lắp ở vị trí đâu cũng được, dưới gầm ghế lái cũng được, gầm ghế phụ cũng được, hoặc là chúng ta lắp ở phía đằng sau hông xe cũng được. Rất là nhỏ gọn thôi, 12 kênh, quánh cho 12 loa. Ai thích chơi mà surrounding xung quanh xe 12 loa ấy, thì có 6 loa trước, 6 loa sau thì chơi con này rất là phù hợp. Tôi đã thử rất là nhiều, tôi test rất là nhiều, giá hơi cao thôi, nhưng mà chất lượng nghe rất là tốt. Rồi, đi sâu về cụ thể một chút đi. Đây, thấy con này có thông số rất là rõ ràng ở đây, anh em mình đọc luôn cho nó dễ đây. Đây nhá. Thì ở đây có 12 kênh này, đúng không? Với theo nhà sản xuất đưa ra là với cái loa trả kháng 4 ohm ấy, thì 12 kênh này, mỗi kênh nó có công suất là 75W, rất là phù hợp. Ví dụ như đánh con 80W nào đánh được này. Đây, 80W con Alpine này này. Tôi đã thử nghe rất là hay. Hoặc là mấy cái bộ MK6.2 của DLS 75W ấy, đánh rất là hay. Ok, rồi nếu mà những loa trở kháng là 2 ohm ấy, thì công suất của nó sẽ nâng lên là 120W trên một kênh anh em nhé. Và đấy, công suất cực đại của nó là được 160W ở 2 ohm. Đấy là công suất. Con này là class D. Đây, nó có 6 đường RCA input này, có 12 đường high level input này, có một đường optical,
12 đến 96 kHz rồi có đường remote. Ok. Tiếp theo nữa là chúng ta có đến cái thông số, chúng ta quan tâm đến cái thông số là frequency của nó đánh được từ 20 Hz cho đến 20.000 Hz. Rất là tuyệt vời. Cái ADC chip của nó là AKM 32 bit, DAC cũng thế là AKM 32 bit. Rồi. Còn những cái thông số khác thì chúng ta cũng không quan tâm quá nhiều. Đó là về con Helix Trail. Con này thì vừa có thể lấy được đường tín hiệu cáp quang vào, chơi được streaming trực tiếp Bluetooth từ điện thoại qua đây, nghe rất là hay. Ok, con này thì bảo hành Made in Germany anh em nhé. Made in Germany, hãng Helix là hãng của Đức, rất là nổi tiếng. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi. Chào anh em.